Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố trong tỉnh. Nhằm giảm tình trạng quá tải cho học sinh trong một lớp, nhất là học sinh trung học phổ thông, vừa qua lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, lãnh đạo huyện Xín Mần đã tiến hành khảo sát việc thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cụm các xã biên giới của huyện tại xã Xín Mần. Làm việc với lãnh đạo huyện, lãnh đạo 6 xã cùng lãnh đạo các trường học, qua nghe báo cáo cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có 2 trường trung học phổ thông là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nà Trì, có 21 lớp với 726 học sinh đến từ 3 xã phía Nam của huyện và xã Tân Nam, huyện Quang Bình theo học. Trường trung học phổ thông Xín Mần 18 lớp, 783 học sinh đến từ 16 xã thị trấn còn lại của huyện. Năm học 2013-2014, số học sinh khối lớp 10 của trường trung học phổ thông Xín Mần đều vượt trên 45 học sinh một lớp. Qua khảo sát 6 xã thuộc vùng tuyển, trong đó có 4 xã giáp biên, thì tất cả các xã đều có nhu cầu với việc thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại xã Xín Mần và thành lập trường cụm xã sẽ giúp cho trường trung học phổ thông Xín Mần tại thị trấn Cốc Bài không còn tình trạng quá tải. Học sinh các xã trong cụm có điều kiện thuận tiện hơn trong việc đi học. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và lãnh đạo huyện Xín Mần nhất trí trong thời gian tới sẽ tiến hành xây dựng và thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông cụm xã biên giới của huyện và giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiến hành thẩm định diện tích đất, đảm bảo quy hoạch xây dựng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đảm bảo về đội ngũ giáo viên và số lượng học sinh theo học. Vừa qua, đồng chí Trần Xuân Thủy, Bí thư Huyện ủy Yên Minh đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Mậu Long. Trước khi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra công tác giáo dục tại các trường học, nắm tình hình về duy trì sĩ số học sinh, chất lượng giảng dạy của giáo viên, việc ăn ngủ của các em học sinh bán trú, cơ sở hạ tầng và những chế độ mà học sinh được hưởng. Qua kiểm tra cho thấy, công tác giáo dục tại các trường của xã Mậu Long tương đối ổn định, cơ sở vật chất đã đảm bảo, phục vụ tốt cho công việc giảng dạy của giáo viên và học tập ăn ngủ cho học sinh. Làm việc với lãnh đạo xã, theo báo cáo cho biết về sản xuất nông nghiệp, xã thực hiện gieo trồng cây lúa được trên 160 hectare, cây ngô gieo trên 500 hectare, rau củ các loại và cây mía đều đạt và vượt kế hoạch được giao. An ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Thủy, Bí thư Huyện ủy Yên Minh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã trong 10 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị xã đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo của đảng, tập trung phát triển cây vụ đông, chú trọng đến công tác giáo dục, duy trì sĩ số học sinh, đặc biệt là về chế độ của các em học sinh cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho các em. Quan tâm tuyên truyền về công tác kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế như mô hình trồng cỏ chăn nuôi gia súc, mô hình cây ăn quả, quản lý, giám sát việc khai thác đá để bảo vệ giá trị của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Hà Giang vừa tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 8 cho 70 đảng viên mới kết nạp của các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Giang. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề quan trọng là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của cách mạng xã hội và các hình thái kinh tế xã hội, khái quát về Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối của Đảng và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phát huy dân chủ và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chương trình học tập của lớp sơ cấp lý luận chính trị sẽ giúp cho đảng viên mới kết nạp có thêm những kiến thức cơ bản về phương pháp luận cách mạng và khoa học. Qua đó, mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa cách mạng và Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, giúp cho đảng viên có thêm tư duy sáng tạo và hành động đúng đắn hơn trong hoạt động thực tiễn, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành những đảng viên gương mẫu trước quần chúng nhân dân, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Ngày 5 tháng 11 năm 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Xuyên đã tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn giáo dục công dân lớp 9, trung học cơ sở năm học 2013-2014. Ngay từ khi khai giảng năm học mới, các trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi, tổ chức tốt các kỳ thi cấp trường và thành lập đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện. Tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn giáo dục công dân năm học 2013-2014, có 86 học sinh đến từ 26 đơn vị trường học. Mục đích yêu cầu của kỳ thi có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý đối với bộ môn giáo dục công dân, đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu về môn giáo dục công dân để bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương,
nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh. Sau kỳ thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chọn 10 em học sinh đạt kết quả cao tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ phối hợp tổ chức khám sàng lọc tăng bệnh huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch cho người dân tại thị trấn Tam Sơn. Đối tượng được khám sàng lọc là người dân từ 40 tuổi trở lên. Đây là đợt khám sức khỏe sàng lọc để phát hiện những trường hợp bị tăng huyết áp. Người dân đến khám đều được tư vấn để phòng tránh tăng huyết áp. Những người được phát hiện bệnh tăng huyết áp sẽ được kê đơn thuốc điều trị và theo dõi huyết áp định kỳ. Tại buổi khám sàng lọc, bệnh nhân được đo các thông số về nhân chắc, chiều cao, cân nặng, vòng bụng, phỏng vấn và thu thập các yếu tố nguy cơ tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch theo phiếu sàng lọc. Đây là một hoạt động thiết thực giúp người dân thị trấn Tam Sơn có thể phát hiện bệnh sớm, từ đó tránh được những hậu quả khó lường do bệnh tăng huyết áp gây ra. Để giúp người nông dân hiểu và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát huy thế mạnh của từng vùng, tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Năm 2013, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần đã thực hiện mô hình nuôi cá chép ruộng tại 9 thôn bản với diện tích là 13,2 ha. Các hộ dân tham gia thực hiện mô hình được tập huấn kỹ thuật sản xuất từ khâu làm đất, bón phân, bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ cá chép giống. Trong quá trình thực hiện triển khai, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên cử cán bộ khuyến nông xuống kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển của đàn cá, tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, không gây ảnh hưởng đến đàn cá. Sau 3 tháng thực hiện mô hình, thực tế thu hoạch diện tích ruộng 0,2 ha tại thôn Táo Thượng đã thu được trên 35 kg cá. Như vậy, với giá bán cá trên thị trường hiện nay là 100.000 đồng một kg, thì sau khi trừ chi phí, mỗi hecta diện tích ruộng, người dân cũng thu nhập thêm được gần 14 triệu đồng. Qua đánh giá cái mô hình hôm nay thì cũng là nhận định thấy là những lợi thế của địa phương. Hôm nay là qua đánh giá của hồ hôm nay là năng suất cá với lại sản lượng trên cùng diện tích là như vậy là đạt là rất cao. Thì với lợi thế của xã thì trong năm tới thì xã sẽ tiếp tục là nhân rộng cái mô hình này là ra các thôn khác để tăng cái diện tích, sản lượng, giá trị trên cùng một diện tích, trên cùng một thời gian. Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện mô hình nuôi cá chép ruộng tại xã Bản Ngò đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, giúp bà con nhân dân trong xã có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Được xem thu hoạch mô hình nuôi cá chép ruộng, tôi thấy có hiệu quả kinh tế rất cao. Vừa có gạo để ăn, lại có cá để mang bán. Tôi cũng sẽ học tập kinh nghiệm nuôi cá chép ruộng để về làm ở ruộng nhà mình. Với kết quả mang lại từ cách làm trên, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Bản Ngò sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện mô hình, mở rộng diện tích ở tất cả các thôn bản trên địa bàn xã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.